và các chất xay. Banatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinna dana veramani sikkhame sumicchacara veramani sikkhapadang samadhiyami Veramani sikkhapadang samadhiyami Surame rajamacchapamadatthana Veramani sikkhapadang Imani pancha sikha pada nisa dukang kaktua apamadena nicca kalang samaraki tappang. Làm theo vui. Sile na sugatin janti, sile na poka sambada, sile na nipputin janti, tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thu sa thu lành thai uttamang ghe na vấn đề hăng ba đa băng sung quang Tam thế yo kali so do so quốc cô kama tu tam ma mang uất tam mang ge na văn đề hằng tham man cha du vi tham varang tham me yo kali so do so tham mu kama tu tam ma mang uất tam mang ge na văn đề hằng sang khan cha du vi tho tam mang Sang khe yo kalito do so sang kho kamatu tang ma mang. Và sau đây con kính thỉnh sư Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và con kính dâng mic lại cho sư. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Và sau đây Nguyên Trang xin mời Nguyên Như nha. Không biết Nguyên Như có trước máy không ạ? Cho Nguyên Trang xa thú. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic. Dạ con kính chúc đạo tràng có một buổi sinh hoạt vui vẻ ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Như. Xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào ông Năm Bà Năm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay là tới giờ của mình ôn học nhóm vi diệu pháp, mình ôn lại với nhau bài của thầy Kinh Milanda. Dạ bây giờ để bắt đầu chương trình của mình cũng gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đọc lại những cái câu Bali về phần tâm tham để mình tập cho mình quen giọng Bali. Phần thứ hai là Nguyên Như sẽ ôn lại bài cho cả lớp. Và phần thứ ba là những vị có câu hỏi hoặc là Nguyên Như còn thiếu sót điều gì thì có thể là giơ tay lên để bổ sung ý kiến để cho cái lớp của cái bài học của mình càng hoàn thiện hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô phần thứ nhất. Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung
có thể post cho dùm cho em 8 cái tâm tham. Và xin quý vị đọc, mỗi người đọc 4 câu ha quý vị. Thì mình đọc khoảng 20 phút, 25 phút thì mình bắt đầu vô bài học. Dạ, Nguyên Như xin, dạ con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm, sư có thể làm đầu tàu. Ồ, sư bận rồi hả Bạch Sư? Như vậy em xin kính mời chị Kim Nhung có thể làm đầu tàu để đọc trước cho tụi em đọc theo. Dạ, em mời chị ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào ông Năm bà Năm và kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Akshala chitta ni tâm bất thiện. Lo phamula chitta tâm tham. So manasasahagatang dithigata sambayuttang asangkharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. So manasasahagatang dithigata sambayuttang sasangkharikang thọ tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. So manasasahagatang dithigata vipayuttang asangkharikang tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. So manasasahagatang dithigata vipayuttang sasangkhakang tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ, đã xong ạ, con xin xuống mic ạ. Mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu từ số 5 và đến số 8 ạ. Dạ, sau đó mà con kính mời đạo tràng, gia tay và tham gia đọc bài ạ. Dạ, con xin đọc bài. Upekkha sahagatang dithigata sambayuttang asankhavikang thọ xả hợp tà vô trợ. Upekkha sahagatang dithigata sambayuttang sasangkharikang thọ xả hợp tà hữu trợ. Số 7. Upekkha sahagatang dithigata vipayuttang asangkharikang thọ xả ly tà vô trợ. Số 8. Upekkha sahagatang dithigata vipayuttang sasangkharikang thọ xả ly tà hỗ trợ. Dạ. Dạ, sau đây Nguyên Trang kính mời bàn tay của Hà. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. Cảm ơn chị Nhung bố post bài. So manasa sahagatang dithigata sambayuttang asankharikang thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manasa sahagatang dithigata dithigata sambayuttang sasankharikang thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. So manasa sahagatang dithigata vipayuttang asankharikang thọ hỷ vi tà vô trợ. So manasa sahagatang dithigata vipayuttang sasankharikang thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Dạ, con xin mít cho vị kế tiếp. Alo, alo ạ. Dạ, con xin đọc tiếp phần 2 ạ.
Ubekha sahagatang dithigata sambayuttang asangkharikang thọ xả hợp tà vô trợ. Ubekha sahagatang dithigata sambayuttang sasangkharikang thọ xả hợp tà hữu. Ubekha sahagatang dithigata vipayuttang asangkharikang thọ xả ly tà vô trợ. Ubekha sahagatang dithigata vipayuttang sasangkharikang thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ con đã đọc xong, xin xuống mic ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào ông Năm bà Năm và kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc tâm tham. Lô phá mút, lô phá mù lá chít tá. Sô má ná xá há gá tăng, đít thí gá tá, xăm bá yút tăng, á xăng xà rí căng. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ. Sô má ná xá há gá tăng, đít thí gá tá, xăm bá yút tăng, xá xăng xà rí căng. Dạ con xin sám hối, con bị rớt mạng ạ. Thì con xin đọc lại ạ. Sô má ná xá, sô má ná xá há gá tăng, đít thí gá tá sầm bá yút tăng, á sằng khà lý cằn. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ. Sô má ná xá há gá tăng, đít thí gá tá sầm bá yút tăng, xá sằng khà lý cằn. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Sô má ná xá xá há gá tăng, đít thí gá ta sầm bá yút tăng, á sằng khà lý căng. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Sô má ná xá xá há gá tăng, đít thí gá tá sầm tá quýt bá yút tăng, á sằng khà lý căng. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con kính đảnh lễ bằng ngôi tâm bảo, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và chào đạo tràng. Con xin đọc phần số 5 đến số 8. Upekkha sahagatang dithigata sambayuttang asangkharikang thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Upekkha sahagatang dithigata tá sambayuttang sasankharikang thọ xả hợp tà hữu trợ. Upekkha sahagatang dithigata upayuttang asankharikang vô trợ. Bách tăng đích xa sằng khà rí cằn thọ xã ly ta hữu trợ. Và cảm ơn chị Nhung post bài. Nam mô Bích Thai giá. Dạ hôm nay ít người đọc nên mọi người tha hồ mà đọc kinh. Dạ. Dạ Nguyên Trang, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào đạo kính chào đạo tràng và con xin đọc lại phần số 1 ạ. Lô phá mú lá chít tá. 8 tâm tham. 1. Sô má ná sa sa ha ga tăng. Tít thi ga tá sam ba yút tăng. Á sam kha vi cam. Thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. Sô ma ná sa sa ha ga tăng. Tít thi ga tá sam ba yút tăng. Sa sang kha ri căng. Thọ hỷ hợp tà hữu trợ. 3. Sô ma ná sa sa ha ga tăng. Tít thi ga tá vứt ba yút tăng. Á sang kha ri căng. Thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4. Sô ma ná sa sa ha ga tăng. Tít thi gá tá quyết bá yút
tằng sát sằng khà rí cằng thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Dạ em kính cảm ơn chị Nhung đã post bài ạ. À. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ kính mời hữu anh Phan. Dạ mọi người lên đi nè, anh Quang nè. À, mình tập đọc đi, đâu có sao đâu. Dạ mời đạo tràng nha. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic và kính mời chị Quang. Dạ mô Phật, con xin đọc tiếp câu số 5 ạ. Upekkha sa ha ga tăng đít thí ga ta sam ba yut tăng a sang kha lý cằn năm tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. Upekkha sa ha ga tăng đít thí ga ta sam ba yut tăng sa sang kha lý cằn sáu tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ. Upekkha sá há gá tằng đít thí gá tá sầm bá yút tằng sá sằng khà lý cằng bảy tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. Upekkha sá há gá tằng đít thí gá tá sầm bá yút tằng sá sằng khà lý cằng tám tâm tham thọ xã ly tà hỗ trợ. Dạ con xin xuống mít nè, con xin nhờ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ hôm nay tụi con thấy sư Thanh Tâm không có lên mở hàng, thành ra toàn là con gái đọc không, không có con trai đọc. Cái này là kêu là âm thịnh dương suy rồi đó quý vị. À, thôi vậy con đọc luôn cái phần của con ha. Xong rồi kia kính mời đạo tràng. Lô phá mù lá chích tá tám tâm tham một sô má nát sa sa há gá tăng đức thi gá ta sầm bá yút tăng á sằng khà rí cằn thọ tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hai sô má nát sa sa há gá tăng đức thi gá ta sầm bá yút tăng sa sằng khà rí cằn tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Ba sô má nát sa sa há gá tăng đức thi gá ta quýt bá yút tăng á sằng khà rí cằn tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Bốn sô ma na sa sa ha ga tăng đít thi ga ta vip ba yút tăng sa sằng khà rí cằn tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ chị Nhung ơi, bố giùm em năm bốn cái sao em đọc tiếp luôn chị Nhung sao thú chị. Năm upekkha sa ha ga tăng đít thi ga ta sầm ba yút tăng á sằng khà rí cằn tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. 6. Upekkha sa ha ga tăng đít thi ga ta sầm bá yút tăng sa sằng khà rí cằn tâm tham thọ xã hợp tà hữu trợ. 7. Upekkha sa ha ga tăng đít thi ga ta quýt bá yút tăng á sằng khà rí cằn tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. 8. Upekkha sa ha ga tăng đít thi ga ta quýt bá yút tăng sa sằng khà rí cằn tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ. Dạ xin mời quý vị mỗi người mình đọc 8 cái tâm tham một lượt luôn ha, xong rồi cái mình bắt vô mình vô mình học. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị. Dạ hôm nay hơi ế nên con lên đọc tiếp. Yeah. À, không thấy bài đâu nữa ta. Lô phá mú lá chích tà tám tâm tham sô ma na sa sa ha ga tăng đít thí ga ta tá sầm ba yút tăng a sằng ca ri cằn thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hai
So manasa sahagatang ditthi gata sambayut tang sa sang khari căng thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. 3. So manasa sahagatang ditthi gata mutpayut tang a sang khari căng thọ hỷ ly tà vô trợ. So manasa sahagatang ditthi gata mutpayut tang sa sang kha vi căn thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Upekha sahagatang ditthi gata sambayut tang a sang kha vi căn thọ xã hợp tà vô trợ. 6. Upekha sahagatang ditthi gata sambayut tang sa sang kha vi căn thọ xã hợp tà hỗ trợ. 7. Upekha sahagatang ditthi gata upayut tang asankha vikang thọ xã ly tà vô trợ. 8. Upekha sahagatang ditthi gata upayut tang asankha vikang thọ xã ly tà hỗ trợ. Dạ cảm ơn chị Nhung post bài. Dạ con xin nhường máy cho vị khí kế tiếp ạ. Dạ, con xin đọc lại lần hai ạ. Lo famula citta tâm tham. So manasa sahagatang dithigata sambayuttang asankharikang. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. So manasa sahagatang dithigata sambayuttang sasankharikang. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. So manasa sahagatang dithigata vipayuttang asankharikang. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. So manasa sahagatang dithigata vipayuttang sasankharikang. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Upekha sahagatang dithigata sambayuttang asankharikang. Tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. Upekha sahagatang dithigata sambayuttang sasankharikang. Tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ. Upekha sahagatang dithigata vipayuttang asankharikang. Tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. Upekha sahagatang dithigata vipayuttang sasankharikang. Tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ. Dạ con đã đọc xong, xin xin mời vị kế tiếp. Dạ Oanh Phan ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc tám tâm tham. Lô phá mú lá chí tá. Số 1. So mana sa ha ga tang ditthi ga ta sam ba yut tang a sang kha ri kang. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. So mana sa sa ha ga tang ditthi ga ta sam ba yut tang sa sang kha ri kang. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Số 3. So mana sa ha ga tang ditthi ga ta vit ba yut tang a sang kha li kang. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4. So mana sa ha ga tang ditthi ga ta vit ba yut tang sa sang kha li kang. Tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Số 5. Upekha saha ga tang ditthi ga ta sambayut tang asankha ri kang. Tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. Số 6. Upekha saha ga tang ditthi ga ta sambayut tang sasankha ri kang. Tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ. Số 7. Upekha saha ga tang ditthi ga ta vipayut tang asankha ri kang. Tâm tham thọ xã ly tà vô trợ.
số 8. Ubekha sahaga tang ditthi ga ta vitbayut tang sa sang kha ri kang. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ con kính nhường mít lại cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bức Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính lãnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ kính chào Đạo Tràng, dạ con xin đọc một lần nữa và sẽ kết thúc. Và sau đó Nguyên Như sẽ chia sẻ về bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con xin đọc bài ạ. Cảm ơn chị Hồng, chị Kim Nhung ạ. Lô Phá Mú Lát Chít Tá. Tám tâm tham: một, Somanas Sasahagatang Dithigata Sambayuttang Asankharitakvikang, thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hai, Somanas Sasahagatang Dithigata Sambayuttang Sasankharikang, thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Ba, Somanas Sasahagatang Dithigata Vipayuttang Asankharikang, thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. Somanas sasahagatang dithigata vipayuttang sasankharikang, thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Số 5. Upekkha sahagatang dithigata sambayuttang asankharikang, thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Upekkha sahagatang dithigata sambayuttang sasankharikang, thọ hỷ, thọ xả, ly tà hỗ trợ. Hình như nó hết đến đây. Dạ thôi kệ em đọc luôn. Upekkha sahagatang dithigata vipayuttang asankharikang, thọ xả, hợp tà vô trợ, thọ xả, ly tà vô trợ. Upekkha sahagatang dithigata vipayuttang tầng sát sàng khà rít căng, thọ xã ly tà hỗ trợ. Dạ con đã đọc xong ạ. Và sau đây kính mời Nguyên Như cầm mic để chia sẻ bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Sa thú Nguyên Trang. Nguyên Trang ơi, cánh chim phiêu bạc muốn đọc mà không biết làm sao mà cầm mic đó, Nguyên Trang chỉ dùm nha. Nguyên Trang sa thú. Nam mô Bức Tha Giá. Dạ không biết là cánh chim phiêu bạc. Thấy bàn tay rồi đó. Thì bây giờ khi mà mình để bàn tay lên thì nó sẽ có cái mic ngang đó, cái màu đỏ, màu xanh. Thì khi mà mình đẩy lên, nhớ là khi mà mình bấm vào cái mic đó thì đạo hữu đẩy cái mic lên thì sẽ là hold to talk ha. Mà khi mình nói chuyện xong á, lúc mà mình nói chuyện thì cái mic đó, cái đường ngang nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Rồi khi mình nói chuyện xong thì mình đụng cho cái nút màu đỏ thì tự động nó thả mic ra. Ok, nhớ là bấm vào và đẩy nó lên nha. Mình bấm vào cái nút mình đẩy nó lên thì tự động nó hô mic cho mình. Chứ đừng có mà cầm hoài, nó dễ bị rớt mic lắm. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Dạ kính mời đạo hữu thử mic ha. Nam mô Bức Tha Giá. Quý vị ở trạng có nghe rõ không ạ? Dạ nam mô cũng chưa căn được rồi. Dạ đây xin mới vô học có đọc sai bí tịch tử quý đạo tràng này, con nghĩ chỉ dùm. Bây giờ là bắt đầu đọc tám văn tham lô pháp mu lát chít tá. Số 1. Somanas sahagatang ditti yata sambayuttang asankharikang, tam tham tòa hỷ hợp tà vô trợ. Số 2. Somanas sahagatang ditti yata sambayuttang asankharikang, tam tham tòa hỷ hợp tà hỗ trợ. Số 3.
somanat sahagatang ditigata vipayutang asangkarikang tam tam tòa hỷ li tà vô trợ. Số 4. Somanasa hagatang vipti gata vipayutang asangkarikang tam tam tòa hỷ li tà hỗ trợ. Số 5. Upetka sahagatang vipti gata sambayutang asangkarikang tam tam tòa xã hợp tà vô trợ. Chương 6. Ubetka sahagatang dithigata sambayuttang asankharikang tam tam thọ xã hợp tà hỗ trợ. Số 7. Ubetka sahagatang dithigata vipayuttang asankharikang tam tam thọ xã li tà hỗ trợ. Số 8. Ubetka sahagatang dithigata vipayuttang asankharikang tam tam tòa xã li tà hỗ trợ. Ngày nãy mình tay xuống. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, Nguyên Như con xin kính đón chào cánh chim phiêu bạc vừa vào lớp học. Quý vị thấy không, mình cứ việc lên mình đọc. Mình đọc xong rồi á, thì mình sẽ biết mình sai chỗ nào và mình sẽ có kinh nghiệm hơn. Tự mình đọc ở dưới là khác, còn mình đi lên trên lớp á, mình đọc nó khác nha quý vị. Cái cảm giác nó khác và mình sẽ tập trung được hơn nhiều. Hồi xưa Nguyên Như với Nguyên Trang là cũng bị Chư Tăng la rầy âm sùm, nhưng mà cứ chịu đóng ăn xôi. Thấy chị Hà và Văn Phan đó đi lên tập đọc ở trên Zoom rất là mau tiến bộ. Chị Kim Nhung thì đọc quá tuyệt vời rồi. Xa thú, xa thú. Có Kỳ Anh mới vô nè. Kỳ Anh giơ tay lên nha Kỳ Anh. Kỳ Anh đọc 2 câu, 4 câu gì cũng được. Lên đi nha, không run nha. Như xuống. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Quý Đạo Hữu. Để em đọc nhé. Lufayu lakchita tam tam tham somana sa sa saha gatang tithigata sa sampayutang asakarikang thọ hỷ hợp tà vô trợ. Somana sa 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 ha ga tăng tithi ga ta sam pa yu tăng sa sang kha ri khang thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Số 3. Somana sa 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 ha ga tăng tithi ga ta vi pa yu tăng asakarikang thọ hỷ ly tà vô trợ. Somana sa sa sahagatang dithigata vipayutang sasankarikang thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ em xin xuống mic. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, kính sư đọc một lần nữa xong rồi mình bắt đầu vô ôn bài bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, con xin được đọc. Xít Kim Dung ơi, đỡ cái này khó đọc quá, thành ra có bớt thường được hay không? Để đọc thử coi. Lô phá mù là chiếc tá tám tâm tham sô mà ná xá xá gát tăng điếc thi gát tá xăm bà dút tăng á xăng khá rí căng thọ hỷ hợp tà vô trợ. Số 2. Sô mà ná xá xá gát tăng điếc thi gát tá xăm bà dút tăng xá xăng khá rí căng thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Sô mà ná xá xá gát tăng điếc thi gát tá viết bà dút tăng á xăng khá rí căng thọ hỷ ly tà vô trợ. Sumanasa sa cái tăng đích thì gata
Vipayutang sasankharikang thọ hỷ ly tà hữu trợ sa thú sa thú. Upekha sagatang dittigata sambayutang asankharikang thọ xả hợp tạ vô trợ. Số 6. Upekha sagatang dittigata sampa. Dạ, cảm ơn chư vị. À, xin trao mai lời cho Nguyên Như. Dạ. Upekha, ô quá hay. Thôi bây giờ đọc rồi, sao giờ đọc nữa chứ. Dạ. Cảm ơn Kim Nhung, trời ơi, trở tay nhanh như chớp. À, Kim Nhung hôm qua kia đọc cái bài Sambuddhe rất là hay. Dạ. Sa thú. Dạ, con xin kính tri ân sư Nguyên Thông. Sư đã kết thúc bằng một cái lạc đọc thiệt là tuyệt vời, bạch sư. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào bài số 7. Mình sẽ chia nhỏ cái bài của thầy kinh ra từng bài nhỏ để quý vị dễ theo ha. Hôm nay mình tới bài số 7 là về tâm tham. Nguyên Như sẽ ôm qua về 8 cái tâm tham. Lô phá mù lá chít tá, lô phá mù lá chít tá, lô phá mù lá chít tá là tâm tham. Thì tâm là như mình đã học bài số đầu tiên đó, tâm là cái sự biết cảnh, tâm là sự biết cảnh ha quý vị. Rồi còn cái chữ tham á, tham chính là một cái sự ham muốn, tham đắm, bám víu, dính mắc. Thầy kinh hay nói á, là mình cứ nhớ cái tâm tham là một cái gì giống như cái bàn tay của mình thò ra chụp lấy ở ngoài kéo về phía mình, thì nó gọi là cái chữ tham. Nó một cái sự dính mắc ở trong đó thì nó gọi là tham. Như lặp lại ha, tham chính là sự ham muốn, sự tham đắm, sự bám víu và sự dính mắc. Thì hai chữ này gộp lại á, cái tâm tham là một cái loại tâm nó có một cái sự ham muốn và sự dính mắc đối với đối tượng, thành ra mình gọi nó là tâm tham. Tâm tham là một loại tâm có sự ham muốn và có sự dính mắc đối với đối tượng. Bây giờ in general như sẽ đi sơ qua cái phần mà tám tâm tham hồi nãy giờ mình đọc đó, thì trong đó có một cái chữ gọi là chữ thọ. Chữ thọ là cái chữ Hán Việt, nó là cái cảm giác, cái sự cảm thọ lúc vui, lúc buồn. Thọ là cảm giác, sự cảm thọ lúc mình vui, lúc mình buồn thì nó gọi là thọ. Cái chữ hỷ á, cũng là cái từ Hán Việt, nó là vui vẻ, vui thích, hoặc là cũng có nghĩa là phấn khởi nữa. Hỷ là vui vẻ, vui thích hay phấn khởi. Cái chữ hợp á, hợp này là thích hợp hay là tương ưng. Hợp là thích hợp hay tương ưng. Còn cái chữ ly, chữ ly có, cũng có nghĩa là không có mặt nữa. Ly tức là không có mặt. Còn cái chữ tà đó, tà thì có nghĩa là sai lệch, có nghĩa là tà kiến, có nghĩa là kiến chấp sai lầm thì gọi là tà. Mình hiểu cái gì sai, mình hiểu cái gì trật á, thì mình gọi là tà. Còn cái chữ vô á, cũng là từ Hán Việt có nghĩa là không, vô là không. Còn cái hữu á, thì là có, vô là không, hữu là có. Khi mà mình gộp lại với nhau á, thì cái chữ vô trợ đó quý vị, có nghĩa là nó không có cần có sự trợ giúp, có nghĩa là nó xuất phát ở trong tâm mình, hay là nó khởi lên rất là nhanh. Giống như là mình gặp một cái gì đó mình thích á, mình lấy tay mình chộp, mình làm liền, không có suy nghĩ gì hết, gọi là vô trợ, tức là nó khởi lên rất là chóng. Còn mình dùng cái chữ hữu trợ đó, chữ hữu trợ có nghĩa là có một cái sự xúi bảo hay là có một cái sự xúi dục. Cái sự xúi bảo hay sự xúi dục này á, nó có hai cái trường hợp. Thứ nhất á, là sự xúi bảo hay xúi dục của một cái người khác. Chẳng hạn như mình đang ngồi, mình thấy một cái món gì đẹp quá, mà mình cũng ngồi mình suy nghĩ, wow, nó đẹp quá mà không biết có nên lấy không ta. Thì cái người bạn mình kế bên á, trời ơi, mấy trái quýt này, hái đi. Tết lên mà có lộc mà hái đi. Thì giống như người ta xúi mình vậy đó. Thì cái đó là hữu trợ, tức là cần có cái người xúi bảo cho mình. Cái sự xúi bảo này quý vị, nó cũng có nghĩa là xúi bảo từ bên trong tâm nữa nha.
Tức là khi mà mình ngồi mình suy nghĩ tới, suy nghĩ lui vậy á, thì mình mới bắt đầu trong tâm mình mới gọi là negotiate. Mình bắt đầu mình trả giá. Mình không lấy thì người khác cũng lấy ha. Cái trái quýt này ở trên đây ngon, mình nhìn đẹp vậy mà mình hái về chắc là năm nay vậy là nó hơn lắm đó. Trái quýt này thấy nó ngon lành quá mà. Về chắc là mình lucky, mình đem lại cái điều may mắn cho cả nhà luôn á. Đó, thì cái mình cứ suy nghĩ tới, suy nghĩ lui cái kiểu giống như vậy đó quý vị. Thì cũng như suy nghĩ là có nên lấy hay không, có nên lấy hay không. Thì cái sự suy nghĩ của mình á, thì bằng cái tâm của mình, rồi mình suy nghĩ nhiều lần á, thì nó gọi là hỗ trợ. Tức là cái sự hỗ trợ này có nghĩa cũng có thể là ở bên ngoài nó giúp cho mình, hoặc là cũng là tự mình nó hối thúc mình, hoặc là Nguyên Như xin dùng cái chữ là nó nghĩ tới nghĩ lui, rồi nghĩ xa nghĩ gần, rồi nó cũng lặp đi lặp lại như vậy á, thì nó gọi là hỗ trợ. Còn nếu đó mà mình làm quá lẹ đó, một người có cái tâm vô trợ là người làm cái gì cũng rất là mau chóng, không có suy nghĩ, không có gì, thấy là làm liền á, thì cái gì mới là cái chữ là vô trợ ha. Ok, rồi Nguyên Như sẽ đi sơ sơ qua cái chỗ đó. Rồi bây giờ mình vô cái tám tâm tham, cho cái nó vô cái chi tiết về cái tám tâm tham. Bây giờ mình vô cái tâm đầu tiên hồi nãy giờ mình học đó. Cái thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Thì quý vị thấy cái nguyên một cái tâm tham này nó dài, nó có tới 8 chữ ha. Thì quý vị phải nhớ một cái chữ đó là nó tiêu biểu cho một cái trạng thái khác nhau, một cái chi pháp khác nhau của cái tâm tham này. Thì tất cả mình có 8 cái tâm tham. Mà nếu mà mình không có học di dự pháp á, mình chỉ nghĩ tham là tham thôi, chứ mình không có biết nó đến 8 cái trường hợp của cái tâm tham lận. Thành ra khi mà mình chê hay mình khen người khác có cái tâm tham, chê người khác có cái tâm tham đó, thì ngay cả trong cái chê của mình nó đã không đúng rồi. Tự vì mình chê mà mình không có biết là mình chê cái gì, và mình biết cái tâm tham người ta ở chỗ nào mà mình lại đi chê người ta. Quý vị thấy không? Thành ra nếu mà mình học, mình càng học sâu vô á, thì mình không có dám chê ai hết đó quý vị. Tự mình cũng không biết gì hết mà mình đi chê ai bây giờ đó. Bây giờ thứ nhất ha, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Thì nguyên một cái câu này á, tiếng Pali mình gọi là Somanasasahagatang Dithigatasambayut tằng á sằng khà rí cằng sô má ná sá sá há gát tằng đích thí gát tá sầm bá dút tằng á sằng khà rí cằng. Thì mình đem nguyên một cái câu 8 chữ này mình xuống mình phân tích từ chữ. Cái đầu tiên á là chữ tâm. Tâm đó là cái sự hay biết. Rồi cái tâm tham, hai cái chữ tâm tham vô tức là sự ham muốn và dính mắc với đối tượng. Kế tiếp là chữ thọ. Thọ là cái cảm giác, cảm thọ hay cảm xúc. Rồi chữ hỷ là vui vẻ. Thành ra cái chữ thọ hỷ có nghĩa là mình có một cái cảm giác vui vẻ hay là một cái cảm giác hoan hỷ. Tiếp tục là cái chữ hợp. Hợp á, tương ưng hay kết hợp. Chữ tà có nghĩa là nghiêng, lệch hay là có tri kiến sai lầm. Tà là nghiêng, lệch hay có tri kiến sai lầm. Thành ra mình tiếp tục cái nhóm thứ ba là hợp tà. Hợp tà nghĩa là gì quý vị? Hợp tà có nghĩa là cái tâm tham này có tương ưng hay là có kết hợp với những cái sự hiểu biết sai lầm hay là sự tri kiến sai lầm. Rồi tiếp tục là chữ vô là không, trợ là có sự trợ giúp, có nghĩa là không có sự trợ giúp. Như sẽ nói từng chữ lại. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Có nghĩa là cái tâm này nó có một cái sự ham muốn, có một sự dính mắc với đối tượng, và cái tâm này có cái cảm giác là vui, vui vẻ, hoan hỷ, và nó có kết hợp với tà kiến, và nó xảy ra rất là nhanh chóng mà không cần có sự trợ giúp. Quý vị thấy một cái tâm tham nó dài như vậy đó, mà hay một cái chỗ là quý vị không có bỏ ra được một cái chữ nào trong đây hết á. Quý vị bỏ ra bất cứ một cái chữ nào nó cũng thành cái nghĩa khác hết á. Như thấy trong cái tạng di dự pháp mình á, nó thiệt ra nó rất là nhiều, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, thầy kinh và chư tăng cũng là
gọi là cắt tỉa từng chữ đó quý vị, nó không có dư ra được chữ nào đó, không có dư một chữ nào nó hay chỗ đó đó. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ là một cái tâm tâm có sự ham muốn dính mắc đối tượng, nó có cảm giác cảm thọ rất là vui vẻ hoan hỷ, nó hợp với tà kiến, hoặc là nó có một cái tri kiến sai lầm và nó không có sự trợ giúp, tức là nó xảy ra rất là chóng. Bây giờ Nguyên Như sẽ cho một cái thí dụ về cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ ha. Mình không có cần đi gấp nha quý vị. Như sẽ make sure muốn là quý vị sẽ học rõ cái phần này. Mình cứ từ từ, không có gấp. Từ cái này là những cái rất là căn bản. Nếu mà mình đi quá lẹ đó, sau này mà mình đi lên cao đó, mình cứ áp búng cái chỗ này đó, uổng cho mình lắm. Thành ra cái này giống như cái fundamental, là những cái cục đá đầu tiên của cái môn dự pháp đó quý vị. Mình ráng chịu khó đến chừng nào mà mọi người thiệt là rành á, giống như là diễn như cháo á, thì sau này mình sẽ đi rất là mau. Thành ra thấy là nó mất thời gian nha quý vị, nhưng mà thiệt ra không phải là mất thời gian đâu, nó rất là có ích đó. Rồi cái đầu tiên ha, Như sẽ cho một thí dụ. Có một cậu bé bỗng dưng ăn cắp một cái bánh bao một cách rất là vui vẻ, và cậu thấy rằng là việc làm này không có gì là xấu hết. Thì quý vị có thấy một cái chữ là cậu bé bỗng dưng ăn cắp một trái táo là giống như là nó không có sự sử dụng. Cậu lấy một cái trái táo rất là mau chóng, giống như tự nhiên cái thấy là chụp một cái liền, rồi lấy một cách vui vẻ là sao? Tức là cái cảm giác thọ hỷ đó quý vị. Rồi thấy rằng cái này không có gì trật, không có gì xấu hết á. Khi mà lấy đồ mà mình không có nghĩ là gì xấu, có nghĩa là nó hợp với tà kiến rồi. Tức là cái ý nghĩ nó sai rồi đó quý vị. Mà khi mà lấy một cái thứ gì đó đó, nó chính là cái tâm tham. Quý vị theo được câu hỏi đó ha. Ok, đạo tràng mình có ok không? Xin cho tín hiệu ha. Mình có theo kịp cái tâm tham này không ha? Số 1. Nếu mà được thì quý vị cho tín hiệu cũng như đi tiếp nha. Ok, Quang hiểu rồi Quang nha. Tức là một cái cậu bé giơ tay chụp cái bánh bao, xong rồi á rất là hoan hỷ, rồi nghĩ là mình lấy như vậy không có cái gì là sai hết. Thì cái đó chính là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ đó nha. Rồi Nguyên Như sẽ đi qua cái phần thứ hai. Quý vị để ý này nha, một chút xíu đó là quý vị sẽ lên cho câu hỏi hoặc là lên cho cái câu thí dụ, hoặc là quý vị có thể chat lên trên màn hình khi mình ôm nhau với nhau nha quý vị. Cái phần thứ hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. So manas sasahagatang dithigata sambayut tang sasang kharikang. So manas sasahagatang dithigata sambayut tang sasang kharikang. Thì quý vị sẽ thấy cái câu này á, nó giống hệt cái chữ Bali, giống hệt cái câu ở trên, nó chỉ khác ở trên nó là á sang kharikang, cái chữ ở dưới là xá sang kharikang. Thì ở trên á, nó có chữ á là vô trợ, ở dưới là có chữ xá đó là hữu trợ đó. Thì tất cả giống hệt nhau, tức là nó có tâm tham là cái sự ham muốn dính mắc nè, cái thọ hỷ là cảm giác vui vẻ, cảm thọ hoan hỷ hưng phấn, rồi cái chữ hợp tà nó cũng giống ở trên, tức là nó hợp với tà kiến hoặc là nó có một cái tri kiến sai lầm, và cuối cùng nó là hữu trợ, nó khác một chỗ thôi. Nó khác một cái chỗ là nó hữu trợ, có nghĩa là sao? Cậu bé cũng lấy một cái bánh bao như vậy, cũng vui vẻ, cũng không có thấy gì sai. Nhưng mà cái trường hợp này cậu bé có bạn xúi, chứ không phải tự cậu lấy. Tức là bạn nó nói, trời có cái bánh bao ngon quá, sao mày không lấy đi, mày không lấy người khác cũng lấy à mày ơi. Đó, thấy người ta xúi thì cậu lấy, mà cậu lấy cũng rất là vui, mà cậu lấy cậu cũng không thấy sai luôn, mà cậu lấy cậu cũng thấy rất là hoan hỷ. Thành ra quý vị thấy hai cái tâm nó khác nhau ha. Tất cả giống nhau hết, trừ cái vô trợ và hữu trợ. Vô trợ có nghĩa là gì? Là lấy rất là mau chóng, không có thắc mắc, không có nghĩ tới nghĩ lui, không ai xúi. Và cái tâm thứ hai chính là lấy mà có người xứ bảo.
Hoặc là nếu mà mình muốn thêm một cái chi tiết nữa lấy mà suy nghĩ đắn đo một hồi mới lấy thì cũng được luôn, nó cũng là hữu trợ. Giống như Nguyên Như mới thấy là, Nguyên Như mới ôm là hữu trợ nó có nghĩa là người khác xúi, và tự mình xúi với mình, tự mình nói nhiều lần với mình nữa cũng là hữu trợ nha quý vị. Rồi ha, rồi cả nhà theo được cái tâm thứ hai rồi chưa? Theo được thì cho Nguyên Như tín hiệu ha, mình đi tiếp nha. Ok, sa thú, sa thú. Bây giờ Nguyên Như qua tới cái tâm thứ ba. Đó chính là tâm tham thọ hỷ, ly tà vô trợ. Thì mình quay trở lại cái tâm tham này, nó y chang cái tâm tham thứ nhất. Nó chỉ khác ở chỗ là hợp tà và ly tà thôi. So manas sa sa ha gat tang dit thi gat ta vip ba yut tang a sang kha ri kang. So manas sa sa ha gat dit thi gat ta vip ba yut tang a sang kha ri kang. Tâm tham số 3 này á có nghĩa là một cái tâm tham là một cái tâm có sự ham muốn dính mắc đối tượng. Thọ hỷ cũng là một cái cảm giác vui vẻ và hoan hỷ giống như ở trên. Rồi tới chữ ly tà thì ở đây đó mình sẽ nói là cái tâm tham này á nó không có, nó không có tà kiến và không có tri kiến sai lầm. Và cái thứ tư nó chính là vô trợ, tức là không có sự trợ giúp. Như lặp lại ha. Tâm tham là một cái tâm mà nó có sự ham muốn dính mắc đối tượng. Thọ hỷ là nó chính là cái cảm giác, cảm thọ hoan hỷ, vui vẻ, hưng phấn. Ly tà tức là cái tâm này nó không có tà kiến. Vô trợ có nghĩa là nó không cần có sự trợ giúp. Thì cái thí dụ của cái tâm tham thứ ba này đó là cái cậu bé này á bỗng dưng, tức là rất là mau mắn, cậu bé này lấy tay chộp lấy một cái bánh bao rất là vui mừng, nhưng mà cậu biết cái việc làm của cậu không có tốt. Cậu biết á, là chuyện đó là xấu đó, nhưng mà cũng rất là mau lẹ. Cậu lấy rất một cách rất là vui vẻ, rồi không có ai xúi dục hết, chợp một cái là lấy thôi, vui vẻ. Nhưng mà cậu biết việc này là xấu đó, biết việc này là xấu nhưng vẫn có vui. Quý vị có bao giờ mà làm chuyện xấu mà vẫn vui không? Hình như cũng nhiều lắm. Nếu mà mình làm xấu mà mình không có vui, mình đâu có bị kẹt dưới này, mình thành thánh hết trơn rồi quý vị ơi. Cậu bé thấy sai mà vẫn vui. Cái ví dụ nữa là thí dụ như là Nguyên Trang qua nhà Nguyên Như thấy trái táo trên bàn là lấy cái tay chộp lại liền rất là vui, rồi cắn như ăn rất là vui. Nhưng mà biết lấy mà bà này cái trái táo của bà Nguyên Như bà thích lắm, nhưng mà Nguyên Trang vẫn lấy mà vẫn vui, chuyện nhỏ. Cái đó cũng là tâm tham thọ hỷ ly tài vô trợ, phải không Nguyên Trang? Còn không thì Nguyên Như đi qua cũng chôm đồ hoài. Cũng là tâm tham thọ hỷ ly tài vô trợ, biết nó trật vẫn vui như thường. Đó. Ok, bây giờ mình qua tới cái tâm tham thứ tư ha quý vị. Tâm tham thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Thì nó khác với tâm tham thứ ba ở chỗ là ly trợ và hữu trợ. Thì Nguyên Như xin lặp lại ha. Kể lần đầu tiên mình làm chậm chậm vậy đi cho lớp theo kịp nha. Tâm tham là cái sự ham muốn dính mắc với đối tượng. Thọ hỷ là một cái cảm giác cảm thọ vui mừng hoan hỷ. Ly tà tức là không có tà kiến, không có tri kiến sai lầm. Và cái số 4 đó là ly tà hữu trợ, tức là có sự trợ giúp. Thì cái thí dụ của cái tâm tham thứ tư này giống như là một cái cậu bé, cậu vui vẻ ăn cắp cái bánh bao đó mà có bạn của cậu xúi dục, nhưng cậu vẫn biết cái chuyện này là xấu, là không đúng, nhưng mà cậu vẫn vui. Đó, Nguyên Như lặp lại ha, là cái cậu bé này
khi mà bạn cầu suối, cầu lấy cái bánh bao đó, thì cậu lấy một cách rất là vui vẻ, hoan hỷ. Tại vì nghĩ đến cái bánh bao ngon đó quý vị. Nhưng mà khi mà cậu lấy như vậy á, cậu vẫn biết là cái chuyện này không có đúng, là xấu. Biết, nhưng vẫn lấy. Cái đó là trường hợp của cái tâm tham thứ tư. Rồi Nguyên Như đi tiếp tới cái tâm tham. Bốn cái tâm tham đầu á, quý vị thấy là nó sẽ đi tất cả là thọ hỷ ha. Nếu mà quý vị nhìn vô cái bảng nêu ở bên tay trái, cái phần đầu tiên tham sân si đó quý vị, nhìn quý vị sẽ thấy là bốn cái tâm tham đầu tiên mình có bốn cái dòng màu hay là màu đỏ đó quý vị. Tự vì khi mà trong bảng nêu mình thấy cái màu hồng hay màu đỏ thì nó chính là theo cái cảm thọ. Thì cái màu đó là màu theo cái cảm thọ của mình thì nó sẽ có màu đỏ hay là màu hồng. Và mình bây giờ mình qua cái bốn cái tâm tham kế tiếp. Bốn cái tâm tham kế tiếp tất cả đều là thọ xả hết. Thành ra khi mà quý vị nhìn lên bảng nêu đó, quý vị sẽ thấy nó là màu xanh. Có chỗ để là xanh đậm, có chỗ để xanh lạc. Nhưng mà nói chung là nó đều có màu xanh hết. Thì màu xanh nó tượng trưng cho cái sự gọi là thọ xả. Cái cảm thọ xả này của quý vị, mình có thể dùng cái chữ như cái tâm nó không vui không buồn, nó là bình thường thôi, nó cũng không có sai được gì lắm đó. Giống như mình đi làm về rồi mình mở cửa vô rồi mình lấy ly nước mình uống vậy thôi, bình thường thôi, không vui không buồn ha quý vị, thì nó gọi là thọ xả. Rồi như đi tiếp tục cái tâm tham thứ năm, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Ubekha sahagatan dittigata sambayuttan asankharikan. Ubekha sahagatan dittigata sambayuttan asankharikan. Thì cái tâm tham này á, là một cái tâm giống như ở trên, nó cũng là một có một cái sự tham muốn, có sự dính mắc đối tượng. Rồi nó thọ xả là có cảm giác, có cảm thọ xả, nó không vui không buồn. Rồi nó đi với hợp tà, tức là nó hợp với tà kiến. Và nó vô trợ, có nghĩa là nó không cần có sự trợ giúp gì hết. Thì khi mà lấy thí dụ của cái tâm tham thứ năm này á, như có một cái thí dụ là cái cậu bé này, khi mà cậu ăn cái bánh bao một cách thản nhiên như vậy đó, không có vui, không có buồn, mà cũng không có thấy cái việc mình làm á là xấu nữa. Ăn cắp rồi, ăn cắp rất là nhanh chóng, không vui, không buồn, cảm giác rất là bình thường, bỏ vô miệng ăn, rồi nghĩ nó là không xấu. Thì nó khác với cái tâm số 1 là sao quý vị? Là cậu lấy cái bánh bao cậu rất là vui. Thì nó chỉ khác cái chỗ là ở trên á, là mình quá vui, còn ở đây mình tâm bình thường. Mình sẽ không có nói xa hơn là cái tâm bình thường này là câu giống như mình hay nói là ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt gì hết nha quý vị. Mình chỉ ngừng đến cái chỗ phân tích exactly key pháp thôi. Mình đừng có đi xa quá. Đi xa một hồi nó sai key pháp á. Nhiều khi mình nói kêu là thầy kinh hay nói là mình càng nói ít thì mình càng ít sai. Mình suy nghĩ, mình suy diễn hồi cái mình trớt quớt trật lất hay quý vị. Thành ra ở trong quy diệu pháp á, mình ráng, mình ngắn gọn, mình vô, mình phân tích từng cái chữ nào mà mình học thôi. Chứ mình đừng có nghĩ sai giống vậy ha. Đừng có nghĩ là ồ cậu bé ăn hoài, rồi cậu bé quen, rồi thọ xả. Thì mình chỉ đơn giản mình nói thọ xả, có nghĩa là không buông không buồn. Rồi ngừng ngay chỗ đó thôi ha. Rồi, như thí dụ lại là cái khi mà mình nói cái tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ này á, cái thí dụ cũng như đưa ra đó là khi mà cái cậu bé này bỗng lấy một cái bánh bao rất là lẹ, giống như chợp cái bánh bao, ăn một cách rất là thản nhiên mà không có vui, không có buồn, và cậu không có thấy cái việc cậu làm là có lỗi hay là xấu gì hết. Cái đó là cái thí dụ của cái tâm tham
thứ năm, tâm tham thọ xả. Cái tâm tham thọ, cái tâm tham số 6 đó là tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Nó giống hệt như cái thứ năm thôi, nhưng mà thay cái vô trợ bằng cái hữu trợ. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có một cái tâm, và nó có cái tâm này, nó có cái sự ham muốn dính mắc với đối tượng. Nó có một cái cảm thọ trung tính không vui không buồn, cảm thọ xả. Và nó đi, nó hợp tà, tức là nó hợp với tà kiến, nó có suy nghĩ sai lầm. Và hữu trợ là có bạn nhắc bảo, hoặc là cái tâm nó lặp đi lặp lại và nó xứ bảo ở trong tâm. Thì cái thí dụ của cái tâm tham thứ sáu này là khi mà cái cậu bé này, cậu bé thản nhiên ăn cắp trái táo sau khi mà bạn của cậu xúi dục cậu rồi đó, thì cậu ăn một cách bình thường, không vui không buồn, nhưng cậu cũng không thấy cái gì là xấu hết ha. Như xin lặp lại là khi mà bạn của cậu xuống cậu lấy cái bánh bao á, thì cậu thò tay ra cậu lấy cái bánh bao cậu ăn, mà cậu không có thấy là cái chuyện này là xấu, mà cậu ăn trong một cái cảm thọ rất là bình thường, không vui không buồn, cứ thò thấy bạn nói ồ có bánh bao ngon này mày ăn không, mà không xin không hỏi ai, lên đến chùa cái thấy bạn nói vậy cái thấy ta để cái gì bánh bao cái thò tay ra chộp lấy rồi nhai ăn. Ăn mà cũng không có vui, không có buồn, mà cũng không có thấy là xấu gì đó, bình thường. Thì cái đó chính là cái tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Ok, bây giờ mình đi qua tới cái tâm tham thứ 7 ha quý vị. Chính là cái tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Khi mà cái tâm tham này á, là một cái tâm mà lặp lại giống như trên, là một cái tâm có cái sự ham muốn và dính mắc với đối tượng. Và cái tâm này nó không có cảm giác vui hay buồn, nó có cảm giác trung tính, thọ xả thôi. Và cái tâm tham này có cái chất ly tà, không có hợp với tà kiến. Và cái tâm tham này á, nó không cần có sự trợ giúp nữa. Cái thí dụ của như quên đọc cái xin lỗi, xin đọc cái phần Bali ha. Ubek kha sahagatang dithigata vipayuttang asankha rikang. Ubek kha sahagatang dithigata vipayuttang asankha rikang. Cái tâm tham này nó khởi lên một cách rất là mau chóng. Nó là có trạng thái dính mắc với đối tượng. Ly tà có nghĩa là khi làm sai thì biết nó sai. Mình làm xấu, mình biết mình làm chuyện xấu. Mà nó không có sự hoan hỷ, không có sự vui mừng, thì nó không có tà kiến ở trong đầy. Thì thí dụ của cái tâm tham thứ 7 á, cái cậu bé này khi mà bỗng dưng nha, tự nhiên thò tay ra chụp lấy cái bánh bao mà ăn, ăn một cách thản nhiên, ăn không có vui mừng, ăn bình thản, mà cậu biết là cái việc ăn này là xấu. Biết chứ không phải là không biết nha quý vị. Quý Như xin lặp lại là cậu bé này bỗng dưng thò tay ra lấy cái bánh bao ở trên bàn, ở trong chùa đó, lấy cái bánh bao bỏ vô miệng ăn, ăn một cách thản nhiên, không có vui, không có buồn, ăn thản nhiên lắm, mà cậu biết cái chuyện này là xấu. Xấu là ly tà đó, mình biết. Rồi cái tâm tham cuối cùng chính là cái tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ là một cái tâm mà nó dính mắc với đối tượng nè, nó ham muốn dính mắc với đối tượng, và nó có một cái cảm giác trung tính không buồn không vui, và nó không có liên quan với tà kiến, nó không có tà kiến ở trong đây, và nó có sự nhắc bảo, có nghĩa là nó hữu trợ đó. Từ Pali là Upekkha Sahagatang Dithigata Vipayuttang Sasankha Rikang. Upekkha Sahagatang Dithigata Vipayuttang Sasankha Rikang. Thì cái thí dụ cuối cùng của cái tám tâm tham đây là trong cái tâm tham thứ 8 á, là cái cậu bé này á, sau khi được bạn mình xúi dục thì cậu bé rất là thản nhiên thò tay ra lấy cái bánh bao để mà ăn. Thì khi mà cậu ăn như vậy, cậu biết
là cái việc làm này là xấu, là không có đúng. Nhưng mà cậu vẫn lấy và cậu vẫn thản nhiên và cậu vẫn ăn. Cái gì ha? Có cái khúc này á, Nguyên Như thấy thầy Kinh để cái nốt này rất là hay để Nguyên Như đọc lên lại ha. Khi khi mà mình có một cái thí dụ, khi mà mình khởi cái tâm tham mà mình lấy cái đồ của người khác á, nếu mà mình khởi tâm lấy đồ của người ta mà mình cho là cái điều lấy đồ của mình nó không có sai, không có trật gì hết á, thì quý vị thấy đó là hợp tà hay là ly tà? Mình ăn cắp rõ ràng mà mình thấy cái chuyện mình ăn cắp không có sai. Hợp tà phải không? Tức là mình nghĩ trật rồi. Mình nghĩ trật là mình hợp với cái điều sai đó. Có ai đồng ý với chị Kim Nhung nữa không? À, Hà, Oanh, Nguyên Trang, hợp tà ha. Tức là mình làm cái chuyện gì rõ ràng sai mà mình không thấy sai thì đó chính là hợp tà. Nó khác với một cái điều á mà mình biết sai mà mình vẫn làm. Nếu mà biết sai mà vẫn làm thì quý vị đó nghĩ là cái gì? Biết sai mà vẫn làm là ly tà. Thành ra có nhiều người hay lộn á, là khi á, mà mình nói là mình ly tà có nghĩa là cái chuyện đó là đúng, không phải đâu nha quý vị. Mình ly tà không phải là mình làm đúng, mà mình biết sai mà vẫn làm nó mới là cũng ly tà đó. Nó tự gì cái mấy cái vụ mà mình ở trong cái mười mấy cái tâm bất thiện này nè, không có chuyện nào ở trong đây là đúng hết á. Nếu mà nó đúng là nó đâu phải là bất thiện. Nhưng mà ở trong cái chuyện mà bất thiện này đó, một cái bất thiện nó có cái vụ ly tà và một cái bất thiện nó có cái vụ hợp tà ở đây. Thành ra thầy có nhắn ở đây nè, thầy có để cái nốt đây nè. Chuyện nếu khi mà mình biết cái điều đó sai mà mình vẫn làm thì đó gọi là ly tà. Ly tà là nó không có tư tưởng tà kiến ở trong đó. Ly tà là không có tư tưởng tà kiến, nhưng mà không có nghĩa là cái chuyện đó là chuyện đúng. Nó hơi rất rối chỗ đó mà thầy Kinh rất là xa thú thầy nhắc nhở mình ở trong đây. Rất là dễ lộn nha quý vị. Nguyên Như xin lặp lại ha. Khi mà mình khởi tâm lên, mình ăn cắp đồ của người khác, mà mình nghĩ là cái chuyện mình ăn cắp là bình thường, thì cái đó là quá trật rồi. Cái đó là hợp tà. Cái chuyện thứ hai đó là ly tà. Ly tà có nghĩa là mình biết điều đó sai mà vẫn làm, thì cái đó là ly tà. Tức là mình biết sai đó, mình không có bị vô cái mình không có bị dính vô cái chuyện trật. Mà không có bị dính vô cái chuyện trật là một chuyện, còn làm có mà cái chuyện không có dính vô chuyện trật đó, không có nghĩa là nó là có chánh đâu. Nó chỉ không có dính vô cái trật thôi. Thành ra điều đó biết sai mà vẫn làm. Khi mà mình biết điều đó sai và mình vẫn làm, nó đâu có nghĩa là làm đúng đâu, đúng không quý vị? Chứ đừng có nhìn vô đó rồi ô mấy cái ly tà này là trúng hết nha. Không phải đâu, nó cũng trật hết. Đó. Rồi, bây giờ là 10:30. Bây giờ Nguyên Như rất là muốn đó cho chư vị là cho mình cái thí dụ, lên một cái thí dụ. Mình pick một cái, bây giờ mình pick cái tâm tham thứ nhất đi. Tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Dạ chị Nhung. À, chị có cái câu hỏi này là sao? Em không hiểu câu hỏi của chị. Chị có thể cầm mic thay chị Kim Nhung. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho chị ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, Nguyên Như ơi, mình nghĩ là như vậy á. Thôi cho mình nói lại đi ha. Là đối với cái tâm tham á, thì mình có ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là về cảm thọ, là thọ hỷ, thọ xả. Thì như Nguyên Trang nói là như vậy ha, mình cũng thống nhất.
Cái thứ hai là nói về động cơ, thì động cơ của nó thì nó có vô trợ và nó có hữu trợ. Thì cái trong cái vô trợ thì là thấy và lấy liền, thích là lấy liền, thì cái đó là vô trợ. Rồi về cái phần hỗ trợ đó thì cũng như là mình thấy nhưng mà mình chưa có lấy, mình lưỡng lự một chút, mình suy tư một chút, rồi do có người xúi dục, tức là mình bị điều khiển một người khác thì mình lấy. Và ngoài ra thì nó cũng như trong vi diệu pháp nói là nó có cái hôn phần, mình có cái hôn phần thì nó cũng là hỗ trợ. Và cái khía cạnh thứ ba là về cái tri kiến, thì cũng có hai là cái hợp tà. Hợp tà là mình lấy đồ mà mình không có sợ tội lỗi gì hết. Mình tức là mình thấy cái chuyện đó bình thường, thích lấy thì là lấy thôi. Không, cái hợp tà có nghĩa là mình thấy cái điều đó là không có tội, không có lỗi, thì cái đó là hợp tà. Theo mình là như vậy, tức là không có sợ nhân quả, không có sợ tội lỗi. Thì đó là hợp tà. Còn đối với người ly tà thì là họ không bị hiểu biết sai, họ không có họ ly tà tức là họ không có hiểu biết được cái điều đó là sai. Họ thích là lấy, thích là ăn. Ví dụ như là mình ăn mà mình trong cái khi mà mình ăn mình thích ăn một món gì đó, mình cứ ăn ăn ăn, thì cái đó nó là ly tà. Còn nhưng mà mình biết ăn điều đó là nếu mà mình ăn no quá thì mình sẽ mệt mỏi, thì mình sẽ không nên ăn nữa, thì nó hợp tà. Theo mình thì nó là như vậy. Ví dụ về về với mình ha, với mình ví dụ thôi. Khi mà vô chùa thấy một cái tượng Phật nhỏ đẹp xinh xinh, mình thấy đẹp quá, mình thích và mình lấy liền. Nghĩ đó là của chùa, không sao hết, cứ lấy. Thì đó là tâm tham thứ nhất, là thọ hỷ, hợp tà, vô trợ. Rồi cái khi mà mình thấy đẹp, mình thấy thích, mình cũng nghĩ là của chùa, không sao. Nhưng mà suy nghĩ, chủ trừ một lát, xong rồi mình lấy. Thì nó là cái tâm tham thứ hai, là hữu trợ. Đối với cái tâm tham thứ ba, là khi mà mình thấy và mình lấy luôn, không cần suy nghĩ gì hết, thì đó là vô trợ mà ly tà. Tại vì mình cũng không suy xét là nhân quả, không có biết đúng biết sai, thấy thích là lấy, thì đó là ly tà vô trợ, thọ hỷ ly tà vô trợ. Còn cũng mình cũng thích và lấy luôn, nhưng mà suy nghĩ một chút xíu, có chủ trừ, có suy nghĩ có nên làm hay không và lấy, nhưng mà cũng không biết nhân quả. Thì cái đó là ly tà vô trợ. Cái đó là ý kiến của mình đó thôi, chứ không có phải mình trao đổi với Nguyên Như là như vậy, với cả lớp là như vậy. Cái đó là ý kiến riêng của mình đó Nguyên Như. Xin xuống nha. Dạ sa thú chị. Nguyên Như nghĩ là không có phải là một mình chị Nhung đâu, có nhiều vị cũng là thắc mắc cái chỗ mà ly tà này nè. Khi mà mình nói chậm lợi, mình suy nghĩ cái chữ ly tà nó cũng có rối rối, thành ra thầy mới để cái nốt đó. Bây giờ Nguyên Như mời Hà nha. Hà nghĩ về gì về cái chỗ mà ly tà này, thì Hà nói cho lớp biết cái tri kiến của Hà về cái vấn đề này nha Hà. Nguyên Như xin mời Hà. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Ca Giá. Con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và chào đạo tràng. Dạ theo Hà nghĩ thì là tà kiến có nghĩa là thấy sai, chấp lầm, mà hợp tà có nghĩa là hợp với lại tà kiến, có nghĩa là thấy cái sự việc đó không có tội lỗi gì hết, nên cứ việc ăn cắp sẽ không bỏ lại nhân quả, sẽ không cho nhân quả. Nhưng ly tà có nghĩa là không đi cái tà kiến, nhưng mà cái việc làm ăn cắp vẫn là mang tội, vì biết là sẽ mang tội, có nghiệp báo nhưng vẫn làm. Thành ra cái đó nó vẫn là đi với tà kiến, thấy sai chấp lầm. Cái tà kiến giống như là một cái gốc, và cái sự ly tà, hợp tà là có sự suy nghĩ, việc làm ở đây sẽ không có mang tội lỗi, không có để lại nghiệp quả báo. Còn ly tà thì biết rằng nó có để lại nghiệp báo,
nó là việc xấu, làm sẽ có tội, nhưng vẫn cứ làm. Nhưng mà cái sự việc vẫn cứ làm, nó sẽ đã biết là có tội mà vẫn làm, thì đó là ly tà. Thì cái đó là hiểu rất là simple, đơn giản. Nếu mà chị Dung mà làm thêm một chút xíu nữa là nghĩ sâu quá đó, thì nó sẽ rối. À, chỉ vậy thôi, không biết là đạo tràng khác có ý kiến gì không. Còn cái phần mà thấy Nguyên Như cũng chưa có nói về cái phần mà tâm tham á, thì thật ra trong kinh Tạng á, thì Đức Phật chỉ nói tâm tham một, và chỉ có một là tâm tham. Nhưng trong Vi Diệu Pháp á, Đức Phật chia trẻ ra làm tám, thì cũng dựa vì lý do chia trẻ làm tám, vì Ngài muốn dựa trên ba cái cạnh là cái cảm thọ là khi ăn cắp hoặc là làm một có một cái tâm tham khởi lên á, cái cảm thọ nó đi với cái việc làm việc đó, nó hào hứng hoặc là nó hững hờ. Nếu mà nó hào hứng vui vẻ thì tức là thọ hỷ, mà nếu nó hững hờ là thọ xả. Và cái khía cạnh thứ hai là có đi với cái tà kiến hay không, có nghĩa là có giống như nãy Hà có giải thích đó, cái việc tà kiến. Và cái thứ ba là cái tự phát, có nghĩa là nó tác động bởi do sự do dự của chính mình hay là của người khác, ảnh hưởng đến làm cho mình muốn ăn cắp. Cũng giống như cái ví dụ như một đứa con nít mau lẹ ăn cắp một trái táo vui vẻ và nghĩ rằng việc làm đó không có tội, thì cái đó là cái tâm tham thứ nhất. Và cái tâm tham thứ hai là đứa bé nó do bạn nó xúi dục ăn cắp một trái táo vui vẻ và nghĩ việc làm ấy cũng không có tội, đó là cái tâm tham thứ hai. Và cái tâm tham thứ ba thì là đứa bé nó ăn cắp một cách mau lẹ và vui vẻ và nghĩ là rằng việc làm ấy có tội, thì đó là ly tà. Không biết có muốn nói số 4 vậy thôi, nói luôn số 4 là một đứa bé do bạn xúi dục ăn cắp một trái táo thật là vui vẻ và nghĩ rằng việc làm ấy có tội. Thì nếu mà dạ không biết như vậy là đúng không, thì thôi để vị khác chia sẻ đi. Bây giờ Nguyên Như xin mời Quan Phan ha. Quan Phan hiểu gì về cái chỗ mà ly tà này? Quan Phan có đồng ý hay là không đồng ý với chị Hà hay là chị Nhung không? Xin mời Quan Phan lên nha. Cứ gì chia sẻ nha Quan Phan. Sa thú. Ok, Quan Phan đồng ý với chị Hà hả? Thôi giờ đến phiên Nguyên Trang đi. Hồi đó Nguyên Trang cũng ngồi, Nguyên Trang phân tích cái vụ này hay lắm nè. Nguyên Trang cầm mic nha. Rồi Nguyên Như xin mời, sa thú. Thầy, dạ, không phải con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con kính đảnh đại sư Thanh Tâm, con kính đảnh đại sư Nguyên Thông, kính đảnh đại sư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Thì hồi nãy cái sự chia sẻ của Nguyên Trang cũng đồng ý với Hà về cái tâm tham á, thì ở trong đây nó có một cái là ly tà và hợp tà đó. Thì cái hợp tà ở đây cái hợp tà đó là hợp với tà kiến, cũng như Hà nói đó là không biết sai. Người ta làm, người ta cứ nghĩ là cái việc làm, ví dụ như là đi vô chùa đi, là người ta cứ nghĩ là người ta lấy đồ ở chùa về là không sai, nhưng mà thật ra là không có đúng. Thí dụ mình lấy bất cứ cái gì mình phải hỏi, thí dụ mình phải hỏi sư, rồi sư cho mình lấy, thì nó mới cái đó mới là đúng. Nhưng mà người ta nghĩ là ồ, đồ của chùa mà lấy không sao hết. Thì Nguyên Trang nghĩ là khi mình lấy cái đồ như vậy đó, là nhưng mà người ta không biết là cái đó là người ta lấy sai, nên cái đó kêu là hợp tà đó. Tại cái tài cái suy nghĩ của người ta là như vậy, người ta nghĩ là ồ, lên chùa lấy cái gì cũng không sao hết, nên thì cái đó là hợp tà. Còn ly tà đó là cái người đó, người ta đi lên chùa, người ta biết là người ta lấy cái món đồ đó là sai, bất cứ lấy cái gì trong chùa vẫn là sai, nhưng mà người ta vẫn lấy, người ta vẫn muốn lấy, cái đó là ly tà. Dạ,
Thì cái suy nghĩ của Nguyên Trang cũng như vậy thôi, cũng là một cái ví dụ. Nhưng mà ví dụ mình lên ví dụ của đây Nguyên Trang là để trên chùa đi cho mình dễ nhìn, đó là một cái là một người nghĩ là cái món đồ đó lên chùa mà lấy cái gì cũng được, nhưng mà thật ra là không đúng đó. Còn cái kia đó thì là người ta biết sai nhưng mà người ta vẫn lấy, người ta vẫn đi lấy về, và là ly tà. Rồi Nguyên Trang chỉ chia sẻ như vậy thôi. Và con kính tri ân đạo tràng, kính cánh. Dạ, con không biết là tại cái sư Nguyên Thông chát lên con không thấy, nhưng mà dạ con biết là sư chát gì, không biết con nói đúng hay sai sư. Dạ, nhưng mà cái suy nghĩ con như vậy, dạ con sao thú. Dạ con kính tri ân sư, dạ con xin xuống hết ạ. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ sư, xin sư cho cái ý kiến cái vụ này sư, nó cũng hơi rối phải không sư? Dạ con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ thì nếu mình không suy nghĩ thì mình thấy rối, chứ mình suy nghĩ mà lấy mà không biết sai đó là hãy lấy là tâm tham rồi, không phải của mình lấy là tâm tham rồi, mà lấy mà không biết sai thì là hợp tà, mà lấy mà biết sai mà vẫn lấy thì ly tà. Thì cái chuyện đó là phải thấy rõ là như vậy thôi, còn chỉ có như đó mà thôi. Rồi sa thú, sa thú, sa thú. Như vậy cả nhà đồng ý tới cái chữ ly tà ha. Ly tà có nghĩa là không có tư tưởng tà kiến ở trong đó. Tức là mình làm cái gì mà mình không có tà kiến thì là ly tà. Chẳng hạn như là mình đi vô một cái tiệm ăn, mình mua một cái ly chè, mình mua mình vẫn có cái tâm tham, mình vẫn quan hỷ như vậy. Nhưng mà cái đó nó không mắc mớ gì cái chuyện tà kiến hết. Mình chỉ đi vô mua ly chè mình ăn thôi, thì đâu có tà kiến gì đâu. Thành ra có nghĩa là trong đó nó không có gì liên quan đến tà kiến thì nó là ly tà. Mà quý vị nên nhớ cái chỗ này nè, thầy dặn là ly tà không có nghĩa là có chánh ở trong đó. Cái chỗ đó là thầy muốn nhấn mạnh á, ly tà không có nghĩa là nó đúng và chánh, nó chỉ ly tà chỉ có nghĩa là nó chẳng liên quan gì đến tà kiến thì nó gọi là ly tà, đơn giản vậy thôi. Quý vị có đồng ý Nguyên Như không? Hồi nãy giờ Nguyên Như thấy chị Hà với lại chị Hà với chị Nhung là đã có những cái thí dụ, những cái thí dụ là về cái tâm tham. Nguyên Như có một cái câu hỏi cho đạo tràng suy nghĩ một chút xíu ha. Ví dụ như có một người được bạn rủ xem một cái cuốn phim hay, và cái người bạn và cái người đó đó, cái đương sự cũng không có nghĩ gì về cái chuyện thiện hay là ác trong cái hành động mà đi coi phim, thì quý vị thấy cái tâm tham này thuộc là về cái tâm tham gì? Như xin hỏi một lần nữa ha. Lặp lại câu hỏi, một người á mà được bạn rủ đi xem một cái cuốn phim này hay ha, và cái sự này cũng không có nghĩ gì về cái chuyện thiện ác trong cái hành động đi coi phim này hết, thì quý vị thấy cái tâm tham này nó được xếp loại vào cái tâm tham gì? Ok. Trước nhất là đúng rồi đó, ly tà. Ly tà tự vì cái chuyện đi coi phim mà nó cũng không có phải vô cái tà kiến hay là chánh kiến không mắc mớ gì hết, nó chỉ là đi coi phim thôi. Rồi cái vị này có bạn rủ phải không? Bạn rủ thì cái chữ rủ rê đó là hỗ trợ rồi. Mà người này cũng không có nghĩ gì chuyện thiện ác thì rủ đi thì đi thôi, cũng chẳng bận lòng. Thành ra nó chính là cái tâm tham thọ. Hà ơi, sao Hà để tâm tham số 2 vậy? Người này đâu có thấy cơ trục cúng thêm, mà người này đâu có nói vui vẻ gì đâu Hà. Nguyên Như nghĩ là cái tâm tham này là thọ xả đó Hà ơi. Tâm tham này,
Đó là tâm tham là chắc chắn rồi nè. Nó là thọ xả. Nó không có liên quan gì đến cái chuyện tà kiến hết. Và nó được bạn mời là rủ. Là giống như Nguyên Trang nói đó, Nguyên Như đồng ý. Tâm tham thọ xả, ly tà hữu trợ. Đồng ý ha. Rồi Nguyên Như thêm một cái câu hỏi nữa nè. Có một người phụ nữ, họ khoác lên một cái áo đầm mới, rất là thích thú với nó, nhưng mà cũng kịp nhận biết rằng đó chính là cái tâm tham. Một cái phụ nữ mới mua một cái áo đầm mới, khi mà cổ bận lên á, cổ thích thú với nó, nhưng mà đồng thời cổ cũng kịp nhận biết nó chính là cái tâm tham. Thì quý vị thấy cái tâm tham này quý vị xếp hạng lại là cái nào? Một người phụ nữ khoác lên một cái bộ đồ mới, thích thú có nghĩa là thọ hỷ ha. Rồi kịp nhận biết nó là tâm tham. Thì nó là ly tà. Mình biết nó là không có đúng, là không có đúng cái tâm tham mình nhận diện ra. Nó là ly tà. Và thích thú là thọ hỷ. Rồi như vậy mà mình nói một người phụ nữ khoác lên một bộ đồ mới như vậy á, thì quý vị thấy ly trợ, vô trợ hay là hữu trợ? Mình đâu có thấy cái chỗ này là cái cô ta là suy nghĩ tới, suy nghĩ lui hoặc là có bạn bè xúi dục gì đâu. Họ chỉ khoác lên thôi là vô trợ. Đúng, 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 xa thú cả nhà. Như vậy cái tâm này mình sẽ xếp vào cái loại là tâm tham, thọ hỷ, ly tà và vô trợ. Tâm tham, thọ hỷ, ly tà, vô trợ. Ok ha. Xa thú, xa thú. Rồi Nguyên Như có một cái câu hỏi cuối cùng ha. Một cậu bé ăn một bữa cơm rất là nghèo với muối hột. Bữa ăn rất là tẻ nhạt. Diễn ra trong cái sự vô tri của cậu bé về Phật Pháp. Thì quý vị thấy cái tâm này là cái tâm tham gì? Một cậu bé ăn một bữa cơm nghèo với muối. Bữa ăn rất là tẻ nhạt. Diễn ra trong cái sự vô tri về Phật Pháp. Cậu bé ăn một bữa cơm nghèo với muối hột, bữa ăn tẻ nhạt, diễn ra trong cái sự vô tri không có biết gì về Phật Pháp hết. Thì quý vị thấy cái bữa ăn này nó có vô trợ hay là có hữu trợ? Nguyên Như thì không có nghĩ cái một cậu bé ăn một bữa cơm nghèo với muối, tẻ nhạt. Tẻ nhạt này thì mình thấy rõ ràng là có thọ xả rồi, phải không quý vị? Không có cái sự vô, diễn ra trong sự vô tri về Phật Pháp. Không có biết gì về Phật Pháp, đó, không có dính gì đến cái chuyện tà kiến hết, thì nó chính là ly tà rồi. Rồi ăn cơm nghèo với muối hột. Thì bữa ăn tẻ nhạt là thọ xả rồi, mà cũng không có ai xúi bảo, không có ai nhắc nhở, không gì, cậu chỉ ngồi cậu ăn thôi. Thì cái này thì Nguyên Như thấy cái câu đúng á, là tâm tham, thọ xả, ly tà, vô trợ. Rồi quý vị thấy cũng nắm được cái phần về tám tâm tham rồi ha quý vị. Theo tức là giống như thầy dạy vậy đó. Cái chữ ly tà này mình nên nhớ là miễn là nó không có tư tưởng tà kiến thì nó là ly tà. Chẳng hạn như là mình đi coi phim hoặc là mình về nhà mình rót một cái ly, thấy một cái ly nước nước đá lạnh ở trong nhà mát quá uống như vậy, thì đâu có liên quan gì đến cái chuyện tà kiến, chánh kiến gì đâu. Thì nó không có liên quan, thì nó là, tức là không có tà kiến thì là ly tà. Quý vị cứ nhớ vậy cho đơn giản, chứ mình đừng có, mình đừng nghĩ sâu quá, đằng hồi mình bị trật ha. Hoặc là mình về nhà, có ông xã bà xã để sẵn dĩa bánh bao trên bàn, thò tay ra lấy ăn. Thì cái chuyện ăn ngon đó đó đâu có liên quan gì là nghiệp báo nhân quả gì đâu. Mình cứ nhào vô là ăn thôi. Đó, thì cái đó là ly tà, không có liên quan gì đến hết á. Chỉ có chỗ nào mà mình ăn cắp đồ của người khác hay này kia đó,
thì nó mới có hợp tà cái chuyện mà trúng hay sai chỗ đó. Còn mình thấy ngon thì mình ăn, đi đâu mà mình trả tiền, mặc dù cái tâm tham nó xảy ra, nhưng mà mình thấy cái bộ đồ đẹp mà nó sale nhiều quá, nó bán rẻ quá thì mình mua, thì khi mà mình bỏ cái tiền ra mình mua như vậy thì cũng là ly tà, nó đâu có dính gì líu gì cái chuyện nhân quả nghiệp báo sai trúng gì đâu, thì có tiền thì mua thôi. Thành ra cái chỗ đó là thầy nhắc đó, nếu mà mình không nói nhiều khi mình sẽ thấy wow, cái chỗ nào mà hợp tà không có là ly tà, mà ly tà vậy là chắc là đúng, không phải ly tà là đúng nha quý vị. Mình hiểu vậy là mình hiểu thật nhất rồi đó. Rồi Nguyên Như thấy bây giờ cũng là 10:52 rồi. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ sư có mặt ở trước máy không bạch sư? Dạ con xin kính thỉnh bàn tay của sư Thanh Tâm bạch sư. Dạ Hà có ý kiến. Dạ Nguyên Như xin mời Hà. Đàn ơi có Nguyên Như ơi có câu hỏi với cô Yên Liên Đoan đó. Trang phải kéo lên đọc, hình như cô có biết. Hà xuống mic. Dạ, xin lỗi Luyện Đoan nha. Hồi nãy Nguyên Như có thấy màn hồi ký, Nguyên Như quên mất. Chị ơi cho em hỏi là khi mình thấy một bài pháp hay mà mình nghĩ nên in ra để đọc cho dễ hơn, và mình đang ở trong công ty, mình in ra liền, như vậy là tâm tham rồi phải không chị? Thì khi mà mình phân tích cái chi pháp ở trong cái câu hỏi này, thì thứ nhất là mình thấy một bài pháp hay, tức là cái đó là cái sự hoan hỷ trong cái pháp, thì cái này rất là xa thú. Rồi mình nghĩ nên in ra, thì cái thứ nhất á, là mình ở trong công ty và mình được công ty trả tiền cho mình khi mà mình vô sở mình làm, đúng không em? Thì khi mà người, tức là khi mà mình là cái người ở trong công ty á, là không phải là mình ở nhà nữa, mà tất cả những cái chuyện gì mà mình làm á, mình nên làm cho công ty chứ không có làm cho mình. Tự vì mình đã được người ta trả tiền cho mình để mà làm trong cái hãng rồi, thì mình đâu có cái quyền gì của mình để mà mình ở trong đó đâu. Chẳng hạn như là em vô công ty thì em đâu có thể ngủ trong công ty được, mình ngủ ở nhà thôi. Rồi khi mà mình vô cái phần người ta trả tiền là mình phải làm theo cái đồng tiền mà người ta trả cho mình. Đó như chị nghĩ ra, giấy trắng mực đen mình ghi vậy đi cho nó dễ hiểu. Thành ra khi mà em nói là em in ra cái bài pháp này, là công ty kêu em in hay là em tự ý em in, và em in cái chuyện này là em in cho công ty hay là em in cho em. Rồi một cái chuyện kế tiếp nữa là khi mà em in như vậy rồi, ngay cả nó có tốt đi nữa đó, mà cho công ty đó, thì em phải hỏi cái người boss của em là nó có approve, là tức là nó có công nhận và nó có biết cái chuyện của em làm cho công ty và nó đã đồng ý với em chưa. Thành ra khi mà mình phân tích một cái loạt như vậy, mình tự nhiên mình sẽ thấy đúng hay sai ngay cái chỗ đó liền, đúng không? Tự vì đâu có thể nào mà mình tự mình quyết định là mình in cho công ty hay là mình in cho mình, rồi mình in bao nhiêu trang, rồi mình in bao nhiêu lâu, rồi mình có được người ta đồng ý hay không. Và cái phần mà thấy hay của mình là có đúng với lại cái công ty hay không, thì mình thì Nguyên Như thấy là khi mà mình nếu mà mình muốn thì mình cứ việc hỏi cái ông boss của mình là mình có thể in ra được hay không. Thì nó cũng giống như là mình đi lên chùa, mình thấy có một cái dĩa đồ ăn ngon, rồi cái mình tự động mình lấy cái tay mình bóc bỏ với miệng ăn. Thì nếu mà như vậy tại sao mình không hỏi cái người chủ đó là mình lấy cái đó có ok hay không, thì mình sẽ không có bị vô cái trường hợp mà mình, tức là cái tâm tham là gì? Cái tâm tham là kéo vô dính mắc và lấy cái của người khác mà không phải là của mình. Nếu mà là của mình thì nó đâu gọi là tham. Nếu mà mình cái máy đó của mình và mình xách cái máy đó mình vô mình để trong sở rồi mình cần thì mình in ra, thì mình đâu có cái, mình đâu có cần hỏi cái câu đó đâu, phải không? Thành ra cái thứ nhất á, là cái nhất là đó là tham. Khi mà mình vô trong sở của mình mà mình làm cái đó, thì Nguyên Như thấy cái đó cũng có thể gọi là không có đúng nguyên tắc nữa em.
khi mà mình nói là mình xài một cái chuyện gì thì có là tâm tham, nó cái chỗ đó nó cũng hơi khó. Chẳng hạn như là em xài những cái cây viết ở trong cái hãng đi, một cái hãng em nó có khoảng 10-20 cây viết nó để vòng vòng trên cái bàn của mình, thì khi mà mình lấy những cây viết đó mình viết á, mình viết rồi mình để trong đó, rồi bữa sau mình vô mình vẫn viết mình xài, thì khi mà mình cầm cái viết như vậy mình viết lên á, thì cái đó mình vẫn xài cái đồ của công ty mình để ở chỗ đó, nhưng mà khi mà em bỏ mấy cây kia viết đó em đem về nhà em xài đó, cái đó chính là tâm tham rồi, cái đó là ăn cắp rồi, mặc dù ít hay nhiều gì nó cũng là ăn cắp, đúng không? Còn hồi nãy Nguyên Như quay lại cái chỗ mà em nói, cái chỗ mà em thấy những cái bài pháp hay đó là em muốn in ra đó, thì cái đó rất là xa thú. Cái bài pháp hay là Nguyên Như đồng ý 100% là em in ra là rất là tốt. Nhưng mà cái chỗ mà Nguyên Như phân tích đó là em in ở đâu là cái chuyện khác. Nguyên Như nghĩ nếu mà mình thấy cái bài pháp hay đó mà mình ra cái chỗ photocopy, mình móc cái tiền của mình ra đó, mình trả tiền, mình cho những cái người đó đọc đó, thì cái chuyện đó là hoàn toàn thiện lành, không có chuyện gì để nói hết. Nguyên Như chỉ phân tích cái chỗ là em in cái đó trong cái sở và em dùng cái máy trong sở như vậy có đúng hay không. Thì Nguyên Như không có nghĩ cái chỗ đó là đúng. Từ cái đó là cái chỗ đó là mình đã lấy hàng mấy chỗ của công ty mà có nhiều cái người khó đó. Người ta không có nói là mắc cái chuyện mà giấy in nữa. Người ta chỉ nói là em làm việc riêng trong công ty. Cái đó là em cũng đủ lỗi rồi, là người ta có thể là kêu mình lên khiển trách rồi. Chứ chưa nói chuyện là mình lấy mực hay lấy giấy gì hết. Đó, cái đó là cái mà Nguyên Như phân tích ra như vậy. Dạ chị. Cái chữ hỗ trợ là có bài pháp mới in. Em không nghĩ cái này là có hỗ trợ gì đâu chị. Cái này chỉ là một cái nhân duyên để mà có cái bài pháp đó thôi, chứ không phải là hỗ trợ. Dạ, Nguyên Trang á, thì Nguyên Trang hỏi, nếu mà mình phải hỏi thì rất là ok. Nhưng mà về phần của Nguyên Như á, thì Nguyên Như, thiệt ra nói cho cùng á, tự nhiên Nguyên Như cũng là boss ở trong sở. Khi mà đứa nào á, nó hỏi Nguyên Như là, tao cho xin một cái in cái này, thì Nguyên Như nhưng mà Nguyên Như cũng thấy á, là nếu mà mình đại diện cho một cái công ty mà mình ok cho cái người dưới của mình mà làm một cái việc riêng như vậy á, đối với Nguyên Như nó cũng không ok nữa, chứ không phải là ok. Tự vì cái ông boss ở ổng cũng không có quyền gì mà ổng lấy cái chức vụ boss công trong cái tiệm á, là ổng cho cái thằng kia lấy cái máy rồi in cái chuyện tư của nó nữa, cũng không có ok nữa. Thành ra mình, nếu mà mình muốn cho người ta không có bị phạm lỗi, mình hỏi là mình xong cái phần mình, nhưng mà mình lại dồn hỏi cho cái người ok của mình á, lỡ mà ông boss xuống mà ông boss la cái ông đó, mày làm cái gì, anh làm cái gì mà anh để cho cái người dưới của anh làm gì làm, rồi anh cứ ok như vậy rồi tôi đuổi anh luôn, thì mình cũng tội cho cái người boss đó nữa, phải không quý vị? Nguyên Như thì Nguyên Như thấy như vậy, tự Nguyên Như ở trong cái thế là Nguyên Như làm boss thì cũng rất là khổ cái chỗ đó, mà mình không có cho đó thì người ta nói là mình khó chịu. Còn nếu mà mình cho đó thì thiệt sự mình cũng không có quyền gì mà mình đại diện cái hãng để mình cho người ta làm việc riêng, cũng không có đúng nữa. Dạ, cái đó là cái Nguyên Như thấy. Dạ, xin Hà có bàn tay. Dạ, Nguyên Như xin mời Hà. Hà ơi, Hà có nói không? Nguyên Như không có nghe, lớp không có nghe. Xin mời Hà lại nha. Dạ, mọi người có nghe chưa? Dạ, Hà thì đồng ý hết cái những phần mà Nguyên Như nói. Thật ra chỉ có bổ sung thêm cái phần này, tại vì có nghe các sư giảng á, là khi mình lấy cắp một cái vật gì mà nó có mang tính tập thể á, thì nó mang tội nhiều hơn, tại vì á, cái của đó là của chung của bao nhiêu người, thì một cái hãng công ty á, nó rất là nhiều chủ nhân, có thể có nhiều chủ nhân lắm. Thành ra khi mình lấy cắp một cái vật mà nó của mang tính chất tập thể á, thì mình mang tội nhiều hơn, cái quả nó nặng hơn. Cũng giống như khi mình làm việc thiện mà làm mang tính chất
tập thể, hướng về tập thể số đông á, thì mà, thì cái quả thiện nó lại cũng cho nhiều hơn. Thành ra đó là lý do tại sao mà khi mình khởi cái tâm lên mà mình in kinh sách đó, đó là việc thiện cái đầu tiên nhất. Nhưng mà mình dùng giờ giấc và giấy mực và của một cái tập thể, thành ra cái đó là việc không nên làm, chỉ có bổ túc thêm cái phần đó thôi. Mà Nguyên Như cũng nói đúng là tại vì dù là boss nhưng mà trên boss nó cũng là boss nữa, thành ra nhiều khi ông boss mình ổng ok thật ra, rồi những người ở trên kia có ok nữa không, thành ra cái việc đó rất là phải cẩn thận khi mình làm một cái việc gì mà nó mang đến hướng cái hướng đến nhiều đối tượng, ảnh hưởng nhiều đối tượng thì cái quả nó cho rất là mạnh. Thành ra dạ con không biết con nói gì có đúng không thưa sư Nguyên Thông, con xin nghe sư giải thích thêm ạ, nếu mà con có nói sai. Dạ con xin chúc. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, sư có thể bổ túc xong bài sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Con thấy bây giờ cũng đến giờ rồi bạch sư. Dạ Nguyên Như xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Dạ vâng, cảm ơn con. Sư nhận xét là trong này các cô trong này quá ư là trẻ, nhưng mà sao có cái tinh thần mà trách nhiệm và của một con người mà chân thật đứng đắn về đứng về phương diện mà làm việc đó. Thấy cái sự phân tích của Hà đó thì sư rất là quý, rất là khâm phục. Và Nguyên Như cũng vậy. Thành ra những người mà có tu học thì có những thái độ rất là chính xác và nó đúng đắn, có trách nhiệm mà xứng đáng là một con người tốt. Xin cảm ơn quý vị có những cái thái độ mà làm cho Nguyên Thông rất là khâm phục. Vậy thôi bây giờ xin hồi hướng nha. Phavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa bhutha nufave nasada sothi favang tute phavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa dhamma nufave nasada sothi favang tute phavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa sangha nufave nasada sothi và vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya devata santi vihara vasini tu be kare puti kare tahin tathammadane na pavantu pujita sothin karote kaviha ramandale thare chamatcha navakana pitkavo saramikada napati upasaka gamacha desani gamacha itsara sabbana bhuta Sukhita pavantu te chala puja ye picha anda sampava sanse dachata atavo papatika niyam nikamtham mawarang patinchate sabbe pidukha sakavantu sankhayam Thatu chirang satang thammo thammatara cha pukkala
Sankho ho tu samango wa antha yaja hita yaja amhe rakhatu sattammo sabbe pithammacarino vitthin sambhapuneya mathammariyambhave dite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo quá bạn, cầu mong cho các vị hằng được sự yên. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, nguyện đây là nhân để đưa đến đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông đã đến với đạo tràng và tham gia buổi học của chúng con ngày hôm nay. À, kính cảm ơn Nguyên Như đã bỏ thời gian của mình và chia sẻ về cái bài học ngày hôm nay. Và con kính cảm ơn toàn thể đạo tràng, kính cảm ơn chị Nhung đã post bài và cảm ơn Hà, cảm ơn toàn thể mọi người đã tham gia đàm luận pháp ngày hôm nay và cảm ơn những quý Phật tử mới như là cánh chim phiêu bạc nè. Dạ, rất là xa thú đã đến với đạo tràng và tham gia và đọc bài ạ. Dạ, rất là hoan hỷ. Dạ, con xin mời quý cô chú trở lại room vào ngày mai là thứ năm. Nguyên Như ngày mai thứ năm, dạ, sinh hoạt mà con không biết ngày mai thứ năm ai giảng Nguyên Như. Ồ, Nguyên Trang thấy bàn tay của Nguyên Như. Dạ, rồi Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Nguyên Như ha. Sa thú chị Nguyên Trang. Dạ, kính thưa đạo tràng, ngày mai đó là cái ngày của sư Pháp Tính, sư mới vừa mổ mắt cần phải dưỡng thương, thành ra ngày mai là thầy Kinh Milanda sẽ vào và dạy cho chúng ta liên tục ngày mai và ngày mốt, thành ra ngày mai sẽ là ngày vi diệu pháp tiếp tục, tự thầy muốn giảng lên một chút để cho theo kịp mấy lớp bên kia đó nha quý vị. Ngày mai là ngày học, tức là mình học tuần trước, cái tuần này là mình thêm mỗi cái tuần một ngày đó, thành ra quý vị nhớ đem tập viết giấy vô viết bài đàng hoàng nha quý vị. Nguyên và con sẽ gửi cái bài cho sư Nguyên Thông trước với lại sư Thanh Tâm để mà chư vị có thể đọc trước để vào đọc Bali. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.